Còn tại Hà Nội, hôm nay ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9, thời tiết ở miền Bắc nắng dịu là điều kiện lý tưởng để người dân có thể vui chơi, tận hưởng ngày nghỉ lễ. Hầu hết các địa điểm vui chơi giải trí ở thủ đô đều đông kín người. Ngay từ 7 giờ sáng, dòng người đã đổ về công viên Yên Sở. Hầu hết các gia đình đến đây đều mang theo đồ để dựng trại liên hoan. Anh Nguyễn Văn Đức, quê ở Nghệ An, tuy được nghỉ trọn vẹn cả 4 ngày, nhưng anh quyết định ở lại Hà Nội. Phần vì ngại tàu xe đông, phần vì muốn ở lại cho các con đi cắm trại, tận hưởng kỳ nghỉ trong tiết trời thu Hà Nội. Thời tiết hôm nay thì khá là đẹp và không có quá nắng, thì gia đình mình thì cũng đã chuẩn bị và cũng lên kế hoạch rồi, thì lên đây từ lúc 7 giờ sáng. Đến khoảng 9 giờ sáng, dòng người đổ về công viên càng đông, khu vực bóng mát dưới vòm cây xanh hầu như đều kín chỗ. Cảnh quan công viên còn khá hoang sơ, lại không mất chi phí vào cửa, chỉ mất tiền gửi xe, nên mỗi dịp nghỉ lễ, đây là điểm được nhiều người dân thủ đô lựa chọn. Thực ra thì mình nghĩ là cái dịp lễ này thì ở đâu nó cũng đông thôi, nên là mình chọn những cái nơi mà nó nhà đình mình có trẻ con, và thành ra mình cũng muốn những nơi mà nó thoáng mát, rồi nó cũng gần để tiện di chuyển hơn là những nơi xa. Là một chuyến đi để mà bắt đầu một năm học mới thì con muốn kiểu xả stress, để khi bước vào một năm học mới mình sẽ có tinh thần học hành hơn. Đến gần trưa, thời tiết bắt đầu nắng nóng, công viên nước Hồ Tây ghi nhận lượng khách cao kỷ lục. Không chỉ người dân Hà Nội, gia đình ở các tỉnh lân cận cũng đổ về đây. Năm nay, sau 2 năm gián đoạn vì dịch Covid-19, công viên đón lượng khách kỷ lục trong 10 năm trở lại đây. Vấn đề khách quan nó là do cái nhu cầu của khách hàng, và cái chủ quan đó là cái hoạt động trong 2 năm dịch bệnh thì công viên Hồ Tây đã đầu tư mới 2 thiết bị đường trượt, đó là đường trượt đa làn và đường trượt bâu. Hai thiết bị này đều được nhập khẩu từ châu Âu và do các chuyên gia Tây Ban Nha trực tiếp lắp đặt. Có lẽ sau một mùa hè với những chuyến du lịch xa, đợt nghỉ lễ mùng 2 tháng 9 năm nay, dù được nghỉ dài ngày nhưng người dân vẫn chọn những địa điểm gần, đi chơi trong ngày để tận hưởng kỳ nghỉ. Nhà tôi ở Sóc Sơn chọn đi chơi gần, không đi xa, giá đông mà vất vả lắng lôi, con cái nó nhỏ. Hà Nội thì nó vừa gần mà nó tiện hơn, đi xa nó cũng mệt lắm. Hà Nội cũng nhiều chỗ chơi mà. Hôm nay, phố đi bộ quanh Hồ Gươm cũng là nơi thu hút nhiều du khách. Dạo bước quanh hồ dưới tiết trời thu Hà Nội trong ngày Tết Độc Lập có lẽ đã trở thành thói quen của nhiều người dân thủ đô. Dự báo 2 ngày nghỉ còn lại, người dân vẫn đổ về các khu vui chơi. Tuy nhiên, ngày Chủ nhật là ngày cuối cùng của kỳ nghỉ. Hôm sau lại là ngày khai giảng nên lượng người sẽ giảm bớt.